Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ Công Thương luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Tại Đại hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ Công Thương lần thứ 2 nhiệm kỳ 2017-2022, đại diện Ban chấp hành Hội khóa 1 cho biết, nhiệm kỳ vừa qua dù ở cương vị nào, các cựu chiến binh luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đi đầu trong công tác chuyên môn. Qua đó, hội và nhiều cựu chiến binh được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng bằng khen, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng bằng khen tập thể Hội Cựu chiến binh dẫn đầu phong trào thi đua của Cơ quan Bộ Công Thương. Tiếp tục phát huy truyền thống, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2017-2022 cũng đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác là phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về tư tưởng chính trị, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hội.